mấy trái? Ba trái hả? Cầm tay. Chào các bạn, bây giờ đi theo chân mẹ mình đi ra vườn bẻ ổi nha. Công trình tôi mới che bí đỏ. Cái chỗ che che là bí đỏ hả? Cái trước mặt mình là măng cụt nè mọi người, mình hay quay mấy lần rồi đó. Đây là đâu? Từ từ. Đây. Xích ra để Hương quay đây, cây ổi đây. Mười mấy trái rồi. Rồi bây giờ mẹ bẻ trái nào? Đó hả? Đem chùm này bên kia. Chùm này hả? Đâu để. Ê con quay về ngược nắng không ta? Không được, được được. Ở đây con dịch cho. Ủa, mày gỡ ra vậy thôi hả? Nó bị. Ủa sao mẹ sao mày không lấy cái đồ không có, không có đủ. Không đủ hả? Shop. Đây, hai trái này con bẻ luôn phải không? Đây. Hai trái này mọi người. Từ 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 từ. Tới bên này, một trái bên này. Nó bự rồi. Wow. Đúng rồi, hai trái bên kia rồi. Mẹ bẻ đi. Bắt. Đó. Quay lên ra coi. Rồi, một trái. Ken đi, Ken bẻ con. Đây có hai cầm cầm ô tô cho. Bẻ đi. Ken bẻ đi. Bứt. Bẻ đi. Mạnh. Hái không nổi. Mạnh nữa con. Hai tay. Tay đây. Rồi. Hai tay. Bẻ. Hai tay. Tay này nữa, hai có tay. Chừng kiến á. Coi chừng kiến. Xe. Nó không chịu rồi. Được rồi, mình sẽ bẻ. Bắt. Yeah. Đây, thành quả đây mọi người. Trời ơi, thích chưa? Đi vô. Nắng rồi. Năm số trái không? Mẹ cũng phải bớt đi. Vậy hả? Đâu? Đây, năm số trái đây hả? Trời, mày lấy bịch ni lông vậy nó có phù hợp không trời? Đây con bịch ni lông nữa. Có xin được cái shop này ở ngoài kia đó. À, đây nè mọi người. Đây. Cây măng cụt đây. Cây chanh mới trồng được 2-3 tháng rồi, có chục trái rồi. Đâu? Đấy hả? Đây là trước màn hình là cây chanh. Đâu trái đâu? Đâu thử chỉ cho con một trái xem nào. Chùm như thế này nè, mát bát hay chùm. Ôi, trái bự rồi ơi. Đây nè. Ôi. Rồi, đây. Ôi, cũng kia. Cũng được quá vậy. Trời ơi, xưa về đây nè. Đặt luôn á, xưa rồi lên đặt luôn á. Trời ơi. Ok, vô thôi mọi người, vô ngồi thôi. Vô nắng. Vô. Còn đu đủ với công trình cũng đủ hết đó. Quay lại mấy bữa là mới nhắn người ta. Công trình đu đủ. Vừa đó mới vừa mới phạt đó, ớt à. Vừa hả? Ớt hôm qua quay rồi. Quay rồi đó.